kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 1, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Ship tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động. Huyện Quỳnh Phụ tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, đặc biệt là tại các địa bàn giáp danh với thành phố Hải Phòng. Vào 20 giờ 10 phút tối nay sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, quyết định số 11 của Ban Bí thư Trung ương về trường chính trị chuẩn, trao đổi những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy Thái Bình đã cử các cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức và dự nguồn thuộc các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đi đào tạo học tập, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường chính trị tỉnh Thái Bình báo cáo về tình hình xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, Thái Bình luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Coi việc hoàn thành các tiêu chí học tập lý luận chính trị, học tập chuyên môn là những tiêu chí được định hình trước để đưa vào lộ trình rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong khoảng 2 năm gần đây, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình xác định là để chuẩn bị bước vào đại hội cũng như chuẩn bị cho một giai đoạn, một nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu mới rất là to lớn, với khát vọng rất là lớn của Đảng bộ Nhân dân tỉnh nhà, thì công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung, trong đó có trách nhiệm, sứ mệnh của trường chính trị nói riêng thì được đề cao lên một bước. Cái việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một công tác phải đi trước một bước và phải ưu tiên hàng đầu và làm cơ sở để triển khai thực hiện các quy định, các kế hoạch khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay đã ban hành xong một loạt quy định mới của nhiệm kỳ mới về tiêu chuẩn cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ, và tới đây đang bắt tay vào làm bước đầu quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch để chuẩn bị quy hoạch cho cả nhiệm kỳ. Thì báo cáo chí, đây là một cái cơ sở quan trọng để thúc đẩy và chuẩn hóa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong chương trình công tác toàn khóa, tỉnh đã đưa việc xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh phối hợp với nhà trường sớm hoàn thiện dự thảo đề án trường chính trị chuẩn. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp độ, loại hình, đảm bảo chất lượng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Bình nghiên cứu để xây dựng một chiến lược mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để xác định lộ trình cụ thể và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Đồng thời lưu ý, phải hoàn thiện đội ngũ cán bộ nhưng không chỉ tập trung ở tiêu chí, mà còn phải đảm bảo chất lượng cán bộ theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng. Chú ý làm thế nào để hoàn thiện cái đội ngũ cán bộ của chúng ta, nhưng không phải chỉ là cái việc hoàn thiện cả cái tiêu chí, đấy là bắt buộc, nhưng điều quan trọng nhất là chất lượng để cho cán bộ theo đúng tinh thần của cái nghị quyết của Đảng. Uy tín, năng lực hay không chính là ở cái chỗ là chúng ta phải trước hết đào tạo đó. Nên nhiều đồng chí cũng nói là trong cán bộ thì rất nhiều khâu, khó nhất là khâu đánh giá, đúng như vậy. Nhưng mà cái khâu đào tạo nếu chúng ta tốt, nó gắn liền với công tác quy hoạch thì chúng ta cũng có cơ sở để đánh giá. Thì cũng mong các đồng chí là quan tâm thêm cái chỗ này để chúng ta nâng cao hơn nữa cái chất lượng của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Và tôi có đề nghị là các đồng chí ở tỉnh ấy, là quan tâm đến cái việc chúng ta lựa chọn phải kỹ điều kiện tiêu chuẩn, nhưng quan trọng phải cụ thể từng con người và cụ thể từng cái đối tượng. Báo cáo các đồng chí là cái này là một cái mà chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi, các đồng chí cũng đã làm nhiều, phải làm thêm. Đối với xây dựng trường chính trị chuẩn, đồng chí nhấn mạnh đây là chủ trương rất quan trọng,
nếu xây dựng được trường chính trị chuẩn sẽ giúp đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng. Vì vậy, đối với đề án xây dựng trường chính trị chuẩn, đồng chí đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp và hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong xây dựng đề án trường chính trị chuẩn, trong đó phải rà soát lại các tiêu chí, xây dựng được những lộ trình cụ thể, có giải pháp thực hiện các tiêu chí, xây dựng trường chính trị chuẩn theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sáng nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình, được thành lập năm 1972. Qua 50 năm thành lập, đến nay công ty đã phát triển lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp, giống cây trồng. Công ty còn là đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam xây dựng thương hiệu riêng của doanh nghiệp vào năm 1989 và bộ nhận diện thương hiệu chuẩn quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế trước khi Việt Nam tham gia WTO. Doanh nghiệp cũng là đơn vị đi đầu thực hiện chương trình liên kết 4 nhà tại Thái Bình, xây dựng thành công thương hiệu giống lúa thuần TBR1, góp phần hình thành thị trường bản quyền giống cây trồng và thay đổi cơ cấu giống lúa ở Việt Nam, chủ động giống lúa cho sản xuất trong nước, tiết kiệm nhiều ngoại tệ cho đất nước. Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực đồng hành cùng người nông dân, nên sản xuất kinh doanh của Thái Bình Xít luôn tăng trưởng mạnh. Diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc đạt 8.000 ha, sản lượng đạt 30.000 tấn, lượng giống các loại cung ứng cho nông dân đạt gần 26.000 tấn. Trong 10 năm qua, Thái Bình Xít đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng. Với những thành tích đó, Thái Bình Xít đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho công ty. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng bức chướng của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình mang dòng chữ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Thái Bình Xít tích cực đầu tư sức lực, trí tuệ giúp nông dân phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tổ chức vùng sản xuất giống thương mại gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng, cơ cấu và chủng loại giống cây trồng, giữ vững và mở rộng thị trường trong nước và khu vực, xây dựng chiến lược phát triển theo hướng ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, trước hết là tạo ra những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn và có thể thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông nghiệp thì chúng tôi cho rằng vẫn phải lấy trọng yếu là phát triển lúa gạo, sản xuất lúa gạo. Bởi vì Thái Bình nó có lợi thế cái việc này. Thứ nhất là nói Thái Bình truyền thống tôm canh là phải lúa gạo. Thứ hai nữa là đồng đất Thái Bình phù hợp. Rồi Thái Bình được hưởng thừa hưởng cái hạ tầng về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thủy lợi. Rồi nữa là cũng không đâu có lợi thế như Thái Bình, đó là có một cái công ty giống, một cái công ty mà có tầm ảnh hưởng của cả nước. Thì đây là những cái lợi thế mà cho Thái Bình phát triển sản xuất lúa gạo. Nhưng với điều kiện là phải nâng cái tầm sản xuất lúa gạo của Thái Bình trong một tầm mới, là đặc biệt là muốn đảm bảo con nông dân và ăn say và sản xuất lúa gạo thì cái quan trọng nhất là cái giá trị, cuối cùng trả lời giá trị là cái thu nhập người nông dân. Thì định hướng của Thái Bình là ưu tiên số 1, báo cáo các đồng chí vậy. Thế và thể hiện rõ cái quan điểm này thì vừa qua tỉnh Thái Bình cũng đã có những cái triển khai rất cụ thể ba cái cơ chế chính sách để tập trung cho phát triển lúa gạo mà hội đồng dân tỉnh đã thông qua. Một là cơ chế tập trung đất đai, cơ chế chính sách thứ hai là hỗ trợ cho máy sấy, và cái thứ ba nữa là hỗ trợ máy cấy. Ba cơ chế này cũng nhằm mục tiêu để phát triển sản xuất nông nghiệp là sản xuất lúa gạo. Với cái khả năng của Thái Bình như vậy thì ta không có lẽ nào chúng ta không xây dựng được một cái thương hiệu lúa gạo của Thái Bình. Thì tôi tin tưởng là, và với tâm huyết cảnh báo và như vừa rồi anh đã phát biểu, thì cái việc này sẽ thành hiện thực được. Đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít tiếp tục đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có trình độ để phát huy hết khả năng, trí tuệ vào phát triển tập đoàn, tăng cường cơ sở vật chất đi đôi với việc chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, tăng cường công tác quản lý và đổi mới phương pháp quản lý, đưa các thiết bị khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào trong nghiên cứu sản xuất, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế để tạo ra nhiều giống cây trồng mới, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp cũng như sự phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít đã bấm nút khai trương tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại 15 tầng của tập đoàn với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Thái Bình Xít, ghi một mốc son mới trên hành trình phát triển của tập đoàn. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Năm 2021, các cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, nêu lên tồn tại, gợi mở một số vấn đề cần triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Tập trung nghiên cứu và rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các cái quy định về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ở cấp mình cho nó phù hợp với trung ương và của tỉnh, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất nhưng mà phải khả thi. Trong đó thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải nghiên cứu tham mưu xây dựng cái đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Đặc biệt là chúng ta nắm tình hình và quan tâm giải quyết kịp thời và dứt điểm những cái đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ đảng viên ngay từ cơ sở và không để nảy sinh cái phức tạp mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành cũng yêu cầu các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, cần tranh thủ lắng nghe, xin ý kiến của nhân dân trong quá trình kiểm tra, giám sát. Một cái sai phạm của một cán bộ đảng viên hay một tổ chức đảng cơ sở sau kỳ kiểm tra hoặc là phát hiện, chúng ta lắng nghe ý kiến, xin ý kiến của nhân dân, xin ý kiến của đảng viên là hết sức quan trọng. Ở đây thực tế cho thấy là các đồng chí bí thư các huyện và các cơ sở đây thấy rất rõ, nhiều đồng chí chủ tịch bí thư xã sai phạm cũng rất là nghiêm trọng, thế nhưng mà kỳ kiểm tra phát hiện và đưa ra đảng bộ mà anh nhận thấy khuyết điểm, anh hứa sửa chữa và hứa khắc phục thì đảng bộ người ta cũng sẵn sàng là tha thứ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý, cần làm tốt công tác chỉ đạo, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng và vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp. Sáng nay, Công ty Điện lực Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2021, Công ty Điện lực Thái Bình đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Điện thương phẩm tăng trưởng 8,3%, đặc biệt số lượng yêu cầu dịch vụ đã giải quyết qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tăng 17,67% so với kế hoạch giao. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thái Bình trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh năm 2022, Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng và làm chủ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được khen thưởng. Đồng thời, Công ty Điện lực Thái Bình phát động thi đua năm 2022. Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất, hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Dung và Trần Khánh Thu dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Các đại biểu cho rằng việc hỗ trợ tài khóa và tiền tệ để phát triển trong lúc khó khăn này là cần thiết, nhưng nền tảng là phải giữ kinh tế vĩ mô, nhất là chỉ tiêu lạm phát.
những hỗ trợ cho người lao động và các khu vực bị ảnh hưởng cần khẩn trương quyết liệt thực hiện để đến được tay người dân doanh nghiệp, tiến hành tháo gỡ ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời cần thiết kế lại cơ chế khuyến khích và thủ tục tiếp nhận gói hỗ trợ tài khóa tiền tệ, tín dụng cho doanh nghiệp người dân để có thể tiếp cận một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Đặc biệt, phải bổ sung nhóm giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông. Theo cái phụ lục 7 dự kiến cái danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình thì có kèm theo báo cáo của chính phủ thì tại phần D mục 1 đường cao tốc có xác định dự kiến đầu tư tuyến đường cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình và Hải Phòng. Cử tri và nhân dân trong vùng nói chung và cử tri nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng thì rất mong mỏi và kiến nghị chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư đường cao tốc này. Các đại biểu thống nhất cho rằng trong quá trình thực hiện gói tài khóa tiền tệ phát triển kinh tế phải nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, vừa có mục tiêu tăng trưởng bảo đảm chất lượng, năng suất lao động với tinh thần tự cường, áp dụng những giải pháp chuyển đổi số, sử dụng công nghệ tốt hơn, đặc biệt là vấn đề lao động việc làm, đào tạo nghề phải được giải quyết tổng thể. Đại biểu cho rằng, để giúp nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng phục hồi trong thời gian tới, việc quan trọng nhất là phải sống chung an toàn với dịch COVID-19. Vì thế mà chiến lược vaccine cần được quan tâm thỏa đáng. Chính sách tài khóa thì tập trung vào việc nâng cao cơ sở hạ tầng y tế, chuẩn bị mua sắm các loại thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế để phòng và điều trị COVID-19. Việc có vaccine trong nước là trách nhiệm của nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo đảm an ninh về y tế lâu dài. Do đó, tôi đề nghị cần phải làm rõ kết quả nghiên cứu vaccine của nước ta đến thời điểm này như thế nào, khi nào thì đủ điều kiện được phê duyệt sản xuất, cung ứng để tiêm chủng cho người dân. Phải xem xét để hỗ trợ cho doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề một cách phù hợp, phương pháp hỗ trợ thế nào để cân đối giữa hỗ trợ ngắn hạn và đầu tư phát triển lâu dài. Để làm được điều này, chính sách tài khóa cần hướng đến đẩy mạnh đầu tư công đúng trọng tâm trọng điểm, không giàn trải vào nhiều dự án. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay. Hôm nay, Thái Bình ghi nhận 132 ca COVID-19, trong đó có 40 ca cộng đồng, 92 ca trong khu cách ly. Số ca cộng đồng được ghi nhận tại huyện Vũ Thư 10 ca, trong đó xã Hòa Bình, Minh Lãng, Minh Quang, Tự Tân, Song Lãng, Minh Khai, Việt Thuận, mỗi xã 1 ca, xã Hiệp Hòa 3 ca, huyện Quỳnh Phụ 10 ca, trong đó xã An Mỹ, Quỳnh Hội, An Vũ, mỗi xã 1 ca, xã An Quý 7 ca, huyện Thái Thụy 8 ca, trong đó xã Thái Đô 5 ca, thị trấn Diêm Điền 3 ca, huyện Tiền Hải 5 ca, trong đó xã Tây Tiến, Vương Công, Nam Hưng, mỗi xã 1 ca, xã Nam Hồng 2 ca, huyện Đông Hưng 3 ca, trong đó xã Trọng Quan 2 ca, xã Phong Châu 1 ca, thành phố Thái Bình 3 ca, trong đó phường Quang Trung 2 ca, phường Kỳ Bá 1 ca, huyện Hưng Hà 1 ca, tại xã Canh Tân. 92 ca ghi nhận trong khu cách ly. Trong tổng số các ca dương tính ghi nhận trong ngày hôm nay, số ca được xác định tại CDC Thái Bình là 109 ca, số còn lại được xác định tại tuyến huyện. Như vậy, từ đợt dịch cao điểm ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến nay, Thái Bình ghi nhận tổng số 3.213 ca COVID-19. Về công tác điều trị, hôm nay toàn tỉnh có thêm 114 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập từ các tỉnh ngoài vào địa bàn, đặc biệt từ thành phố Hải Phòng, huyện Quỳnh Phụ tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư. Các địa phương giáp danh phát huy hiệu quả hoạt động các tổ COVID-19 cộng đồng, tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ giáp danh với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nằm ven quốc lộ 10, lưu lượng người và mật độ phương tiện qua lại rất lớn. Số lượng công nhân từ hai tỉnh đi về trong ngày cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Thị trấn An Bài đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, kiểm soát người ra vào địa bàn, đặc biệt là công nhân người địa phương làm việc tại Hải Phòng đi về trong ngày. Đối với lại tất cả công nhân bên An Bài cũng sang bên đó làm, thế thì hàng ngày thì cứ sáng thì tối về, chúng tôi cũng đã liên hệ với lại đơn vị công ty, thế và về đây thì đối với lại các cái công nhân này đều được khai báo để chúng tôi phân loại sàng lọc. Các cái tổ COVID cộng đồng thì hàng ngày thì có trách nhiệm là sáng kiểm tra, chiều tối tổng hợp và báo cáo về ban dân trước 16 giờ để phân loại sàng lọc. Chúng tôi giao cho tổ COVID cộng đồng lập danh sách, ra soát lại những ai mà làm ở đâu, như thế nào. Chúng tôi là quản lý chặt chẽ những cái trường hợp này. Những ngày qua, huyện Quỳnh Phụ liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan đến công nhân người địa phương làm việc tại thành phố Hải Phòng đi về trong ngày.
Bên cạnh việc chủ động khoanh vùng gọn, cách ly ngay, truy vết triệt để, Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương, các tổ COVID-19 cộng đồng quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc số lượng công nhân đi làm ăn xa, có biện pháp tuyên truyền phù hợp để phòng chống dịch. Chúng tôi đã quản lý cái hộ khẩu này rất chặt chẽ, là nhắc nhở nhân dân là khi đi đến là phải khai báo y tế và chấp hành các tốt 5K để đảm bảo về công tác phòng dịch. Đảng ủy, chính quyền, tất cả các ban ngành quán triệt rất là chặt chẽ. Ở ngay bản thân gia đình chúng tôi về nhà phải nghe ngóng xem rằng cái tình hình của nó như thế nào để mà phòng chống. Tôi nhắc nhở con cháu đấy, tức là đi lại cho nó ít thôi, mà đi đâu phải có khẩu trang. Ở đấy. Trong điều kiện bình thường mới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, nâng cao ý thức phòng chống dịch của các tầng lớp nhân dân, từ đó vừa góp phần khống chế dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn, linh hoạt phát triển kinh tế xã hội. Nhằm góp phần rèn luyện đạo đức, lối sống và giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức tọa đàm khoa học sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình với Bác Hồ trong dạy học ở trường phổ thông. Tại buổi tọa đàm, hơn 80 cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn chia sẻ các tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, cách sử dụng tư liệu trong dạy học. Theo đó có đa dạng các hình thức khác nhau trong việc sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình để giảng dạy cho học sinh, như dạy học qua di tích, dạy học qua tài liệu trên Internet hay sách báo, dạy học trong giờ ngoại khóa hay dạy qua truyền hình. Nhiều cán bộ, giáo viên phát biểu tham luận nhằm nâng cao hiệu quả trong sử dụng tư liệu thông qua các phương pháp dạy và học trong nhà trường hiện nay, như tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, thi viết và kể chuyện về Bác, cho học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, thuyết trình. Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ 10 phút tối nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 26 tháng 3 năm 1962, 26 tháng 3 năm 2012, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm, 31 tháng 12 năm 1966, 31 tháng 12 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng vừa thể hiện tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, thực hiện lời huấn thị của Người. Lúc này thì phóng viên Hoài Thu có mặt tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh sẽ thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này. Xin được mời chị Hoài Thu ạ. Vâng, thưa quý vị, với ý nghĩa quan trọng từ lễ kỷ niệm, các ngành chức năng đã tập trung các phần việc theo đúng kế hoạch được phân công, đảm bảo chu đáo và trang trọng. Ngay như tại nơi tôi đứng lúc này sẽ diễn ra lễ kỷ niệm. Phần trang trí trên sân khấu thì đảm bảo khoa học, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Theo kế hoạch, chương trình gồm văn nghệ chào mừng, các nội dung phần lễ kỷ niệm, tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên Internet, tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình làm theo lời Bác và chương trình nghệ thuật đặc biệt, ngợi ca công lao to lớn của Bác đối với dân tộc và tình cảm đặc biệt của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và công tác y tế, phòng chống dịch cũng đã được triển khai, đảm bảo đúng yêu cầu. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của 120 diễn viên nhà hát chèo Thái Bình cho đến thời điểm này cũng đã được dàn dựng rất là công phu, chuẩn bị chu đáo. Từng bộ phận để chuẩn bị cho từng nội dung công việc của lễ kỷ niệm là đã được khớp nối với tinh thần cố gắng cao nhất để cho thành công của lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tối nay. Đối với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thì chúng tôi đã chỉ đạo công tác định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tuyên truyền cổ động trực quan để tạo ra một cái khí thế phấn khởi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình nên mọi yêu cầu về kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh đều được quan tâm đặc biệt. Mỗi người tham gia làm chương trình đều nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần vào thành công của chương trình. Cho đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vâng, lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm sẽ bắt đầu sau ít phút nữa và đường truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và Báo Thái Bình điện tử. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng sẽ được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.